Kalista là một vị tướng mang cho mình một cái nội tại vô cùng khó chịu và chiêu ba của mình. Với lượng dồn sát thương đao thì cô ấy đang là một vị tướng xạ thủ vô cùng mạnh trong meta hiện tại. Và hôm nay chúng ta cùng đến với Kalista AD để xem nó mạnh như thế nào nha. Và anh em xem clip đừng quên là muốn tạo skin tốc chiến tiểu sử EB liền cho tôi có đầy đủ hết. Và sẽ với phần nội tại của Kalista, chúng ta thấy là cô ấy có hẳn hai cái nội tại. Thứ nhất là cô ấy có một cái thể ước để liên kết với đồng đội để sử dụng multi. Và cái thứ hai là cái đánh thương nhảy như thế này. Thêm một cái nội tại của chiêu 3 nữa là khi chúng ta gây sát thương lên kẻ địch thì sẽ có một mũi giáo ghim vào người kẻ địch để chúng ta cộng dồn sát thương khi bật chiêu 3 lên. Chiêu thức này rất dễ cho anh em sốc đam đối thủ. Với mỗi cái đánh thương nhảy như thế này, anh em cần chú ý lúc nào nên tiến tới, lúc nào nên lui về sau để dễ dàng ra vào giao tranh nhất có thể. Trong tình huống này, Warwick di chuyển ra đường sông và phát hiện Fiddletick chết bản đồ nhỏ liên tục trong khi chơi sẽ giúp anh em cải thiện tầm quan sát, kiểm soát trận đấu là ai ở đâu như thế nào để ra vô cho hợp lý. Còn nếu tốt hơn nữa thì anh em lia cái cam qua để nhìn luôn là hợp lý hơn. Lúc này Warwick đã có mặt trong giao tranh, thần bài cũng xuống cùng sau đó, lợi thế hơn người 4v3, giữ khoảng cách và vị trí, gây sát thương giúp đồng đội. Fiddletick sinh thành công cái dấu răng của Warwick rồi và tiếp đó là cái ulti của nãy luôn. Giao tranh quá hời và chúng ta được hai mạng hỗ trợ luôn anh em à. Mỗi mạng hỗ trợ là 50, chúng ta có 100 tròn chín. Dạ sáu, tôi quyết định biến về và lên trước cho mình chiếc giày cuồng nộ để có thể có tốc độ đánh. Vì chiêu chính của Kalista đó là cái chiêu 3, mà muốn chiêu 3 có sát thương thì chúng ta phải ghim ngọn giáo lên người kẻ địch nhanh và nhiều nhất có thể, cho nên là chúng ta sẽ lên tốc độ đánh từ ban đầu. Và trong tình huống này, Blitz đi từ trên xuống kéo thành công SB, nhanh chóng là gây sát thương liên tục lên người của Soraka và kệ chàng AD đi. Lụm Soraka bằng chiêu 3, kết liễu kẻ địch bằng chiêu 3 sẽ được hồi chiêu 3 lại ngay lập tức. Bật ulti để Blitz hất tung Kai'Sa. Ây da, tại sao vậy? Nhảy được sao đích nó vậy? Ghim giáo thiệt nhanh lên người của Kai'Sa, sau đó thu hồi vốn. Đó chính xác là một cái double kill dành cho một người đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Yes sir. Và món trang bị đầu tiên tôi lên nó sẽ là gươm suy vong. Tốc độ đánh và nội tại làm chậm kẻ địch sẽ giúp chúng ta dễ dàng trong giao tranh hơn. Hỗ trợ rồng ăn rừng nhanh. Và sau khi ăn rồng xong thì nếu hai thằng khứa kia đẩy cao quá, có thể là một cuộc ganh đảo chính. Soraka thấy tôi rồi, gây sát thương, chỉ đợi Blitz kéo chúng mà thôi. Ây da, mù con mắt thiệt cái chứ. Lúc này Warwick ở dưới đường này để canh, nhưng mà phát hiện ra Fiddletick ở trong rừng rồi. Anh ấy vô trong rừng đánh bem ở chổng thì chúng ta vô để hỗ trợ luôn. Và chắc chắn thằng ADSB nó cũng sẽ đi vào, cắm mắt vào đây lấy tầm nhìn, gây sát thương trước để giữ AD ở lại, không cho nó lên để mà lượm Warwick của mình. Thằng bài cũng thấy rồi, thằng bài đang đi vô. Chúng ta tốc biến ra để tạo lợi thế và giữ vị trí. Blitz kéo tốt nè, mình ăn mạng này. Morgana trên mid thì mới lượm xong Warwick, chắc là sẽ đi xuống đây, chắc chắn là như vậy luôn. Rồi chúng ta đi về thôi, hết phép bổ trợ, hết máu rồi, cho nên là chúng ta đừng có sùng đó mà. Ngày già đúng không anh trai ạ? Do là bên kia có Soraka và Morgana là hai vị tướng phép rất là khó chịu, và mình cũng cần thêm tốc độ đánh nữa, lên đào tím lúc này là hợp lý. Ế, kế số 0 trong 36 kế, giường không nhà trống đang được thực hiện. Ê, giờ không có ai thì mình bê trụ thôi anh em à. AD thì ra đi rồi, còn rừng thì đang ở trên top, cho nên là chỉ còn SB thôi. Ây trời ơi, em SB ra bể trụ tới nơi rồi, tới ông chị nghe mẹ mà. Bật ulti kéo theo Blitz, em ấy hất tung là quá đẹp rồi, gây sát thương liên tục. Chiêu 3 chưa đủ, đam ma tôi đã giật rồi, này là tôi hơi dở anh em, nhưng mà không sao. Tiếp tục là gây sát thương liên tục lên người Morgana, nhảy ra khỏi vòng ulti để không bị choáng. Đi với Morgana là cơ bản vậy thôi anh em à. Khi mà Morgana bật ulti lên thì mình đi ra khỏi cái vòng hết rồi. Đi vô bên tiếp, đủ xu về lên cây đao tím, ra đường trời tiếp nè. Và điều thắc mắc tại sao chúng ta chỉ gặp SB ở đây thì AD đang ở trên đường top rồi anh em à. Đánh vào lính để có thể nhảy nhanh hơn về phía Soraka cái chiêu 1, sau đó đánh thường nội tại gươm si vong khiến em nó chạy cà lết, và đó là cái chiêu 3, thu hồi vốn đầu tư, mạnh dạn đẩy trụ sâu vô luôn anh em à. Bởi vì bây giờ team bên kia đang ở trên top hết rồi, đẩy vô tới trụ trong luôn. Có set là còn 1 giây hồi sinh thì chắc chắn nó sẽ ra nó bem mình rồi. Tốc biến vẫn còn, bổ trợ để chúng ta trốn thoát khỏi giao tranh. Vừa nhảy vừa rỉa tạo khoảng cách với set. Một đúp binh thiên hạ của set. Ồ, dữ vậy sao anh trai? Chúng ta vào ngay trụ luôn. Một cái chiêu ba sực vẫn còn thiếu một tí sát thương anh em à. Thôi chịu rồi, chúng ta tranh thủ gây thêm một số sát thương lên trụ, sau đó đi về là vừa, tại vì AD bên kia nó xuất hiện rồi. Đang về thì set đuổi theo. Xạo lờ xạo đời ở lại chơi một chút xíu, không biết có đi không ta. Đại ca dùng cái chiêu kéo của mình hết hồn, tôi tốc biến chạy đi luôn. Wow, hủy diệt đấu trường, set đưa tôi vào thế bị động và Kai'Sa cũng đến. Đó chính là cái mạng ra đi đầu tiên của tôi. Ờ quải cái chữ này cái chứ. Tiếp theo cái món trang bị tôi lên đó chính là một cái cuồng cung. À cái cuồng cung là chúng ta sẽ có một cái tiêu bắn chính và hai cái tiêu bắn phụ.
thì lúc đó chúng ta sẽ gây được nhiều ngọn giáo lên người kẻ địch hơn. Nói chính xác là chúng ta sẽ gây nhiều cái ngọn giáo lên nhiều kẻ địch trong một lúc nhiều hơn nếu mà nó đứng gần. Và cái món này nó cũng cho chúng ta thêm tốc độ đánh nữa anh em à. Điều này cần thiết khi mà chúng ta chơi Kalista. Tem địch đang có 3 ở đường sông, thằng bài đang đi lên, và lúc đó Warwick đang ở bên rừng địch rồi. Huyết đồ tích máu giấy cho nên là nhanh chóng tôi đã đưa anh ấy vào trạng thái tới nãy. Warwick ở trên đã đưa Kai'Sa vào trong trụ. Ảnh lùa như lùa dịch, vẫn chưa thấy dấu hiệu đi về. Ai da, đó là do em chọn. Thu hồi vốn đến từ chiêu 3 của tôi. Vô nè thì đang đẩy cái trụ trên kia xong rồi. Ai da, em đó. Mượt. Lúc này tôi đang bê trụ hăng mà anh Seth đi ra bỏ là méo. Bố mày không cho mày bê trụ nữa. Bật Lunati hủy diệt trận đấu, đưa tôi vào trạng thái bị động. Và tới nãy thần bài tóc biến chạy kịp rồi. Anh ấy không có ulti cho mình nên là chắc là khó chạy lắm đó. Thì cái lợi thế đó mà Seth đẩy đường ra tới đường mid dưới này, chúng ta xuất hiện là thấy ảnh rén ngang tự nhiên cái rán ngang, vừa đánh lính vừa đuổi theo. Một cái chu một dính vào người của Seth, chắc ăn có nộ thì ảnh sẽ một đấm bình thiên hạ. Blitz ra rất là kịp lúc sử dụng ulti luôn, sau đó Blitz nhảy ra để kéo. Ok, như vậy thì cũng mượt, cũng good job đó. Điều chúng ta cần làm lúc này là giữ thế lính ở vị trí cao, cả ba đường lính cao luôn thì càng tốt. Đến thời gian này chúng ta ăn Baron Nashor rồi. Qua quyết định ngăn chặn Morgana nhưng mà bên kia rất là đông, vô nè trên bản đồ đang bọc đầu rồi, nhưng mà đó là một tình huống thiếu rừng, thiếu trừng phạt, chúng ta không nên ăn Baron Nashor nữa. Tụi em cũng vẫn đang làm tốt nhiệm vụ đẩy lính ba đường cho nó đều anh em à. Đang đánh mà thằng Fit đột tích đứng đó la làng hốt quảng như thế này là thôi né nó ra chút đi nó bật ulti đó. Thì đơn giản việc bây giờ chúng ta chỉ cần đợi nó hết chiêu rồi chúng ta ban thôi. Fit đột tích mất ulti có nghĩa là giao tranh tổng của chúng ta sẽ có lợi. Lợi dụng Soraka đi khá cao và đã hết chiêu rồi là sẽ rỉa em nó được đôi chút. Vô nè đang đi bọc đầu lên trên. Warwick lúc này là kịp thời tới, anh ấy ăn một cái choáng trùng lại khoảng 5 giây. Thế thì chúng ta nên di chuyển qua để hỗ trợ thần bài khi mà Fit đồ tít cùng với AD đang hâm he nấy. Fit đồ tít mất ulti rồi, đó là một con Fit đồ tít hơi bị không đáng sợ, và đó là cái thu hồi vốn đến từ vị trí của tôi. Ăn ngay một cái chón của Morgana nhưng mà không sao, bởi vì không có ai gây sát thương tiếp tục cả. Trong những tình huống cuối game như thế này, đẩy đều lính ba đường là rất cần thiết, bởi vì địch sẽ phân tâm vào những cái lượng lính. Đó là tình huống trên kèo. Còn nếu như anh em đang dưới kèo tem địch mà đi đẩy như thế này, nó gọi là đi lẻ và rất chi là dễ bị bắt lẻ anh em à. Đó là một cái double kill đến từ vị trí của vô nè, rất tốt. Đó là triple kill. Team địch lúc này chỉ còn một thôi và ăn rồng là hợp lý, không có ai cản được chúng ta cả. Rừng thì đang ở vai trò là giữ đường, giữ nhà, giữ nước, giữ thân. Nếu mà lâm vô tình huống hiện tại thì tôi sẽ đầu hàng luôn chứ đánh cái gì nữa chứ hả? Ở đầu hàng rồi. Ok, và anh em thích video đừng quên bỏ lại một like, một share và subscribe để ủng hộ kênh tôi nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.